Úi dồi ôi, mẹ giọng nghe thánh thót thế. Rồi, mày có nghe rõ anh nói không em? Em tên là gì nhỉ? Em tên là Hương ạ. À, thế Hương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 21 à? 21 là chưa 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 tốt nghiệp đâu đúng không? Thế là 2K mấy? 2K5 hay 2K6? À, 2K3 à? Sorry, anh hơi dốt toán. Thế bây giờ đang học trường nào đấy mày? Cái này giữ bí mật được không ạ? Không, em sợ có người quen nghe, người ta biết mày. Giữ bí mật ra. Thế mày mày có thể gợi ý bằng cách là nói tắt tên trường được không? Trường đại học gì nào? Trường 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 đại học gì nào? Không phải là nổi tiếng lắm nên là mọi người nghe là mọi người biết ngay bạn em. Trường trường em không nổi tiếng lắm nhưng mà mọi người nghe là mọi người biết ngay, thế là trường nổi tiếng vãi nồi chứ sao lại không nổi tiếng? Không may gặp người quen nghe là kiểu mọi người biết ngay ý. Tức là trường trường rất là bé đúng không? Tức là nghe là biết ngay cái gì? À rồi ok, thế Hương có người yêu chưa? À có rồi à? Anh tưởng mày chưa có thì anh lại giới thiệu cho mấy thằng ế ở bên tổ dân phố. À, thế mày xem stream ở kênh anh lâu chưa? Em cũng mới chắc được hơn 1 tháng, gần 2 tháng rồi. À thế à, thế đã sắp kênh chưa? Rồi ạ, À em ừ. theo dõi cả TikTok lẫn YouTube, em À, vừa từng được lên bài một lần nữa, à thế à, từng kinh nhỉ. clip Ghê gớm. Rồi, thế hôm nay câu chuyện mà Hương mang đến cho tổ dân phố nó là cái gì nhỉ? Hương có thể kể cho anh về những cái bức xúc của em mà em muốn hỏi được không? thì em có em với anh người yêu cũng yêu nhau được hơn 1 năm rồi ấy, Ok. anh ấy hơn em 5 tuổi. Tức là sinh năm 98. Vâng, À, rồi tiếp theo. nói chung là về anh người yêu của em thì anh ấy cũng công việc ổn định, kinh tế ổn định, Ừ, tuyệt vời. ngoại hình sáng. Ngoại hình khá à? Vâng, Này cũng thế được bạn. chấm thế 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 chấm trên thang điểm 10 ấy, là điểm 10 cao nhất thì ngoại hình của người yêu mày được mấy điểm? Theo đánh giá của em với mọi người thì cũng phải được tầm 8,5 hoặc là 9 điểm. 8,5 và 9 à? Thế là đạt loại giỏi rồi đấy chứ. Còn em thì cũng bình thường, cũng không phải là xấu nhưng mà cũng không đến được ngang bằng như thế. Tức là trong suy nghĩ của em là ngoại hình của em nó không bằng được ngoại hình của người yêu em. Ừ nhưng mà thôi em ơi, ngoại hình nó chỉ là tương đối, biết đâu mày trong mắt người yêu mày mày là gu của nó thì sao? Đúng không? Cái gì? Không, kiểu từ lúc bắt đầu yêu đến bây giờ ấy cũng được hơn 1 năm rồi nhưng mà kiểu ấy lúc nào cũng ý kiến về ngoại hình của em, ví dụ như là em hơi béo thế xong ấy bắt em đi tập gym xong rồi nói chung là anh ấy rất là có ý kiến về ngoại hình của em ý. Vãi lều, mẹ nó yêu mày, nó chọn mày làm người yêu mà nó lại còn ý kiến về ngoại hình của mày. Nói chung là trừ anh ấy ra thì em cũng chưa thấy ai chê em gì nhiều lắm. Nhưng mà đấy. Này nhưng mà nó nói thẳng vào mặt mày là mày là em béo lắm, em đi tập đi à? Ôi đi mẹ vãi lều, mẹ thằng này mẹ thằng này thằng thằng này trí thông minh cảm xúc của nó âm vô cùng à, vãi cứt thật. Thế nó có thể nói là em hãy đi tập cùng anh đi cho nó khỏe người, cho nó đẹp người, nó có nhiều cách nói mà, thế đéo nào lại tương thẳng vào mặt mày là ui trông em béo thế em đi tập đi. Vâng, ngoài ra thì kiểu cũng còn một số vấn đề khác về ngoại hình, ví dụ như là kiểu dạo này em bị đen đi hay các thứ thì anh ấy đều kiểu nói thẳng ấy, kiểu tắt thẳng ngò luôn. Vãi cả luôn. Ông này mẹ thằng này anh nói thật với mày, mẹ thằng này điểm ứng xử đéo biết chấm thế nào luôn, đéo có thang điểm thấp nhất dành cho nó luôn, tao thề luôn á. Nói chung
ban đầu em cũng kiểu bị tủi thân quá ấy, xong rồi nhưng mà bỏ thì cũng không bỏ được, xong rồi cứ dần 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 thế mà cũng qua được cả năm rồi. Ừ, tức là bây giờ mày quen với cái kiểu bị chê rồi đúng không? Em vẫn thấy tủi thân nhưng mà kiểu nhiều lúc em cũng bảo là anh ấy nói thế em bị tủi thân ấy, nhưng mà anh ấy cũng không sửa đổi gì ấy, xong À, rồi dập dần chia tay mấy lần xong lại quay lại ấy. chia tay mấy lần rồi quay lại là bởi vì nó nói với mày những cái câu đấy hả em? Chia tay thì còn nhiều lý do khác, ví dụ như là kiểu bọn em hay bất đồng quan điểm ấy, anh ấy có một số cái quan điểm, ví dụ như là ví dụ trong yêu đương đúng không, thì đối với em chung thủy đó là một cái cơ bản nhất mà kiểu con người là con người ai cũng phải làm được ấy, Đồng còn ý. với chị gái thì chung thủy bây giờ nó sẽ thành một điểm cộng, bởi vì đàn ông bây giờ gần như thằng nào cũng ra ngoài lăng nhăng đại loại vậy. Cái này thì anh không có ý kiến gì cả nhá. Rồi mày cứ nói tiếp đi. Bọn em bị quan điểm sống cũng nhiều ấy, À. xong rồi cứ dập dừng chia tay mấy lần xong lại quay lại. Có lần chia tay bởi vì bị vô tâm ấy, kiểu Nó em chưa bao giờ kiểu được xin lỗi hay là dỗ dành gì hết thế ấy. nó vô tâm theo cái kiểu gì, mày lấy ví dụ cho anh nhân nào. Ví dụ như này là kiểu đến ngày của con gái đúng không, thì anh ấy sẽ bảo là kiểu con gái ai cũng bị thế, thế nên là anh ấy thấy cái người to bụng của em nó cũng không đến mức phải làm quá như thế, Vãi cả cứt. hoặc là kiểu ví dụ em bị ốm ấy, xong rồi kiểu bình thường em sẽ có rất là nhiều bạn bè xung quanh, thì bạn em sẽ kiểu mang thuốc mang đồ ăn mang nước ép các thứ đến, thì còn anh ấy thì sẽ bảo là cứ phải làm kiểu quá lên, sao phải nhờ làm phiền đến mọi người các thứ, trong khi em kiểu có thể tự lo được ấy. Thế lúc mày ốm nó có chăm mày không? Chưa được lần nào, cũng được một lần mang thuốc đến, còn ngoài ra thì cũng chưa được lần nào hết, là gọi là ở Thế bên chăm sóc nhiều ấy. bịt mẹ vãi cả lìn. Ốm đéo chăm mẹ, đến ngày đau bụng nó cũng xài xể, ngoại hình của mày nó cũng xài xể này. Tao nói thật là tao đang càng ngày mày càng tả, tao đéo biết là nó có đúng là người yêu mày không luôn hay không ấy em á. Nhiều khi mọi người hỏi là tại sao lại yêu anh ấy, thì em cũng Này nó có phải người yêu mày thật không đấy, hay là mày bốc phét đấy? em cũng biết được tại sao lại yêu anh ấy, thậm chí có lần em còn kiểu lúc đấy cãi nhau em bức xúc quá em bảo anh ấy là kiểu như nếu anh ấy cảm thấy em không xinh thì anh ấy đúng là có thể tìm được một người đẹp hơn em, còn tìm một người tốt hơn em thì em nghĩ là anh ấy không xứng đáng. Thế trong suốt một năm hơn yêu nhau đấy thì cái cách nó yêu ngoài những cái thể hiện đấy ra thì mày thấy nó có cái điểm cộng gì không? Anh hỏi thật, mày thấy nó có điểm cộng gì? Điểm cộng thì Đéo có. giới thiệu em với gia đình và họ hàng có tính không Cái gì cơ? Điểm cộng là gì? ạ? À, kiểu anh ấy luôn hướng đến một mối quan hệ nghiêm túc ấy, kiểu lúc nào anh ấy cũng kiểu muốn cưới sớm ấy. Kiểu em cảm giác lúc nào anh cũng muốn nghiêm Nghe túc. này, nghe này. Tất cả những gì mày kể từ việc nó chê ngoại hình, nó bỏ bê mày vào ngày đèn đỏ, rồi nó đéo chăm được mày ngày nào ốm. Thì bây giờ tao hỏi mày nghiêm túc xong thì đứa nào khổ? Mày dám trả lời câu này không? Tao hỏi mày nếu như với từng đấy cái tính cách nó đã thể hiện thì nghiêm túc xong đứa nào khổ? Kể cả nó muốn cưới sớm thì cưới xong đứa nào khổ? Mày trả lời được cho anh câu đấy không? Đúng không? Bây giờ mẹ, rồi ông nghiêm túc, tôi hoan nghênh, ông muốn cưới sớm không vấn đề. Nhưng cái vấn đề ở đây là với cái cá tính như thế mà cưới sớm, cá tính như thế mà nghiêm túc xong thì bây giờ đứa nào khổ? Anh nghĩ là mày biết câu trả lời, chỉ là mày đéo dám trả lời thôi. Vâng. Nó rõ rành rành như đấy.
trừ khi tao điếc. Chứ còn tất cả những sinh vật nào trên trái đất này mà có khả năng nghe, mà lại còn có khả năng nghe hiểu, thì anh nói thật với mày, không đứa nào người ta bảo mày đi cưới cái thằng này cả. Cái đợt mà bọn em chia tay ấy, xong rồi người nhà anh ấy cũng nhắn cho em bảo là kiểu tính anh ấy như thế thì cả nhà đều biết đấy, cả nhà cũng bảo là cảm thấy tiếc cho em khi em dính vào anh ấy. Nó bảo là ai, cả cả nhà thằng đấy bảo thế á? Lúc đấy là chị gái anh ấy gọi nhắn tin cho em bảo là thôi thì không có duyên làm người một nhà, nhưng mà kiểu nếu em dính vào anh ấy thì tính anh ấy ra chẳng em cũng khổ các thứ, mà là cũng tiếc cho em yêu đúng. Mày thấy chưa? Đến người nhà nó còn đéo thể nói tốt cho nó được. Mày sống với nó thế đéo nào được. Rồi ôi em ơi, bỏ đi mà làm người, đừng có làm người giúp việc như thế. Rồi ôi. Má đấy chứ. Này mày với nó đang ở riêng à hay là đang sống thử với nhau đấy? Ừ, ở riêng à? À. Mẹ. Tôi chỉ thấy băn khoăn đúng một điều các bạn biết không? Đó là khi tôi hỏi cái Hương là thế ưu điểm của nó là gì? Con Hương đéo trả lời được câu nào. Hương bảo là anh ấy nghiêm túc và muốn cưới sớm, nhưng mà tôi nói thật với các bạn, trong trường hợp này đéo thể tính cái đấy là ưu điểm được, cái đấy là thảm họa mẹ luôn, đấy đấy là thảm họa kép đấy. Trời má. Này anh nói thật với mày nhá, anh nói thật Hương ạ. À. Anh là một cái thằng dễ như phò vậy. Anh dễ tính vãi đái. Nhưng mà anh nghe xong cái câu chuyện của mày, tao là đàn ông nhá, tao xuề xòa nhá. Anh cứ nghĩ là anh là một trong những cái thằng xuề xòa và cái thằng vô tâm nhất con mẹ rồi. Nhưng không. Mẹ nói về đẳng cấp vô tâm thì tao phải lạy người yêu mày làm sư phụ. Anh nói thật đấy, tao nghiêm túc đấy. À, mẹ yêu đương kiểu đéo gì vậy? Nói chung là kiểu, cũng có những lúc kiểu, tự dưng em sẽ nhận ra là yêu đương cái này chỉ em bị thiệt, em bị khổ thôi ấy. Xong rồi chia tay xong cứ dập dừng xong quay lại cũng nhiều lần rồi, cũng chẳng bỏ hẳn được. Em cũng kiểu bị em kiểu bị lý, em kiểu bị tiếc tình cảm em bỏ ra ấy. Ui trời ơi em ơi. Mày tiếc tình cảm 1 năm mày bỏ ra rồi mày vập vào nó để rồi cả đời mày phải trả nợ cho cái 1 năm này à? Mày bị thần kinh không? Bọn em thì bọn em không sống chung, nhưng mà thi thoảng ví dụ như là buổi trưa thì bọn em sẽ kiểu về phòng nấu cơm ăn chung, thì em nấu cơm em rửa bát em ngồi hoa quả luôn. Kiểu nhiều khi em cũng cảm thấy rất là bất lực. Mày từ từ đã. Chúng mày về phòng để nấu cơm, ăn cơm trưa, mày nấu cơm, mày rửa bát, mày gọt hoa quả, thế thằng đấy nó làm cái gì? Xem điện thoại. Hương ơi, anh bảo mày này. Alo. Ừ. Ở thời điểm này tương lai nó đang nằm trong tay mày nhá. Anh nói thật. Sướng hay khổ là do mày. Cuộc đời của mày sau này đẹp hay xấu là do mày. Tín hiệu vũ trụ nó đã gửi đến cho mày một cái tín hiệu rõ ràng ràng rằng ngày hôm nay mẹ hơn 200 con người đang ngồi đây, đéo ai ủng hộ cái mối quan hệ này cả. Được chưa? Cho nên mày phải nghĩ nó thoáng ra. Em ơi, tao bảo này, 1 năm yêu đương nó không ăn thua gì cả. Bây giờ mày cứ nghĩ xem, cả đời mày sẽ bị nó chê xấu. Cả đời mày sẽ bị nó nói là con gái đéo ai chả đến ngày đấy, cứ phải làm quá. Cả đời mày sẽ có bất kỳ một thời điểm nào ốm, nó sẽ bảo là tại sao phải làm phiền mọi người, em tự chăm sóc được mình mà. Cả đời mày sẽ phải nấu cơm, rửa bát, gọt hoa quả. Và cả đời mày sẽ phải chứng kiến tất cả những cái vấn nạn mà mình trải qua trong đời trong lúc nó đang ngồi xem điện thoại.
Mày nghe có bi kịch không? Nó là cả một đời con mẹ nó luôn á. Chứ không phải là một năm đâu. Nếu như mà cái như nếu như mà nhà nước mình mà quy định là kết hôn mỗi người chỉ cần kết hôn một năm thôi, sau một năm có thể cưới lại, anh đéo cản mày làm gì cả. Cho mày sáng mẹ mắt ra. Nhưng mà anh cản mày là bởi vì đây là chuyện cả đời chứ không phải là chuyện một năm đâu mày. Mày hiểu không? Em hiểu. Thế thì phải đứng lên, phải người lớn lên, phải thật là lạnh lùng lên và làm ơn đừng có mà lụy nó nữa. Ôi ôi. Mẹ trẻ ơi, tỉnh lại cho con nhờ mẹ trẻ ơi. Này, ta bảo, mày có dùng Facebook không? Mày gửi cho anh link Facebook đi. Cái này là bí mật, anh đừng công khai Tất nhiên là bí mật anh không công khai, anh chỉ up lên group cho tổ dân phố xem là có bạn trai nào ưng mày không thì để tao tán mẹ mày cho xong đi. Thế đi ông nào. Đấy, kính thưa tất cả những ông con trai đang ế, tôi xin giới thiệu cho các ông một mối tiềm năng. Đây nha, đây nha. Nấu nấu cơm được, rửa bát được, gọt hoa quả được. Chịu thương chịu khó lại còn biết chịu nhịn. Nè, mẹ các ông còn mong cái mối nào đẹp hơn nữa. Ai. Cho nên ông nào nhá, ông nào mà cảm thấy tự tin, ông nào mà cảm thấy là ôi thật là hợp với mình thì các ông biết phải làm cái gì rồi đấy. Tôi sẽ cố gắng tôi xin cho các ông info, còn việc của các ông là cái cố gắng mà tự triển khai. Được chưa? Kìa có đứa nó bảo là mày chơi BD không kìa. Mày thích chơi BD không? em chưa thử À em chưa thử bao giờ à? Cái gì cũng có lần đầu tiên em ạ. Thật. À tôi có ba bích tôi đi trước à? Đấy, mẹ tầm này phải có tứ quý ba mới đi trước được. Ba bích ăn thua gì? À. Anh bảo này tích cực lên em ơi. Anh nói thật tích cực lên. Một mối quan hệ nó không phải là một cái điều gì đấy nó dở đâu nhá. Mình bước chân vào một mối quan hệ dở không phải là mình mất tất cả, nhưng mình kết hôn với một mối quan hệ dở mình sẽ mất tất cả. Mày hiểu không? Nhớ nhá. Này anh hỏi thật, anh hỏi thật. Có quyết tâm xử lý cái mối quan hệ này đến nơi đến chốn được không? Mày nhớ mày 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 hứa đi, mày đứng trước tổ dân phố mày hứa đi. Cố gắng hết sức nhá. Này tao nói cho mày biết nhá, mày phải hứa cái lời hứa của mày nó phải rất trọng lượng đấy, bởi vì rất có thể là một trong những thằng đang xem stream bây giờ sau này nó sẽ là người yêu mày đấy, mày phải hứa thật chắc là. Mày hứa nhá. Còn còn mày 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 cứ yên tâm đi, mày chia tay mày ế thế đéo nào được. Cái cá tính đấy của mày mẹ nhiều thằng nó muốn vập vào còn đéo được nữa là. Mày yên tâm đi, tổ này thiếu cái đéo gì chứ trai ế thì lắm vãi đái là luôn, đéo thiếu đâu. Hiểu không? Nhớ làm được nhá, hứa là phải làm được đi nhá. Tao nhắc rồi đấy, bởi vì rất có thể là một trong những cái thằng đang xem stream ngày hôm nay nó sẽ là người yêu mày. Rất có thể, anh nói rất có thể thôi chứ anh không nói chắc chắn. Cho nên là muốn cái video này không bị đào lại mỗi dịp kỷ niệm ngày yêu nhau thì mày phải hứa một cách chắc chắn vào. Được chưa? Nhiều khi em cũng giống như kiểu tính ngộ ấy, xong rồi em chia tay xong rồi cũng không biết bằng một cách nào đấy, bằng một cách thần kỳ nào đấy quay lại bằng những câu nào em cũng không biết Mày đang ở Hà Nội đúng không? không ạ. Ê, đang ở đâu đấy? Cái này có phải trả lời thật không ạ? Ý anh là em đang học ở thành phố nào? Em đang học ở Hải Dương.
À, Hải Dương à? À. Đang học ở Hải Dương đúng không? Mày học cấp 3 Hồng Quang à? Ôi trời ơi mẹ. Tao định cái câu tiếp theo tao định nói thế nhưng mà sợ nói ngày mai vợ tao nghe lại stream vợ tao chửi tao nên là thôi tao không nói nữa. Hải Mày đừng có toạc ra như thế. Trật tự đi nhá. À, thế tóm lại là đang học ở Hải Dương, ở đây có ông nào đang ở Hải Dương không nhỉ? Tôi đang giặt quần áo mà phải dừng lại để comment các ông tránh ra để tôi. À, quê của Long à? Long ơi, Long chuyển đi em. À, rồi rồi. Thôi nhá, bây giờ Hương ạ, à, chốt lại cái cuộc gọi ngày hôm nay này, anh bảo Hương nhá. Mọi thứ đều có cách giải quyết. Em hãy nhớ một điều rằng em có thể đau khổ khi bỏ nó bây giờ, nhưng cuộc đời em sẽ tránh được một kiếp nạn. Hiểu không? Nó là kiếp nạn của một đời người chứ đéo phải là kiếp nạn của một con người trong một năm đâu. Nhớ nhá. Ừ. Thôi, đi ngủ đi. Này mày mày xử lý gọn đẹp cái mối quan hệ này xong mày phải quay lại đây để mày confirm lại với tổ dân phố là Hương đã độc thân được chưa? Mày nhớ nhá, bởi vì sẽ rất nhiều người mong đợi cái câu đấy của mày, sẽ rất nhiều người chờ đợi cái câu đấy của mày được chưa? Nhớ đấy nhá. À. Rồi, thôi đi ngủ đi. Thế em chào anh và mọi người ạ. À, rồi. Ui. À. À. Tôi xin tuyên bố với các ông một tin, tôi xin tuyên bố với các ông một tin. Con Hương nó vừa gửi link Facebook cho tôi rồi. Bây giờ nhá, à, ông nào muốn link Facebook đúng không? Inbox cho tôi. 5.000 một link. Để xem cái độ thật lòng của các ông đến đâu. Ông nào muốn thì các ông ấy sẽ tìm cách, hiểu không? Ông nào không muốn là ông ấy sẽ tìm lý do. Tôi xin tuyên bố là 5.000 nhá, 5.000 một link nhá, rất rẻ chỉ bằng cốc trà đá. Đấy, rồi, xin mời. Mời các ông nào cần link thì inbox tôi gửi link cho. À, nhớ nhá, các bạn vẫn có thể thanh toán tiền link qua số điện thoại ở dưới góc màn hình đây. Ok. Tuyệt vời. À. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả câu chuyện của bạn tên là Chàng Khờ Thủy Chung. Bạn Chàng Khờ Thủy Chung đến với chúng ta với một câu hỏi như sau. Em đang yêu xa. Em ý lạnh nhạt với em gần 2 tháng nay rồi. Nhưng gần đây lại hay up ảnh ghép nhạc tình cảm chớm nở, yêu đương mặn nồng. Anh xem em ý có người khác không ạ? Là rõ con mẹ nó rồi, nó phải có người khác, mày đùa tao à? À, đang lạnh nhạt với mày, thế xong lại ghép nhạc tình cảm chớm nở yêu đương mặn nồng, tức là gì? Là nó đang yêu đời. Ê, được chưa? Nhưng mà cái yêu đời kiểu này thì liệu có phải là với mày không? Không, nó đang lạnh nhạt với mày mà. Cái cách mà chúng mày nói chuyện với nhau nó vẫn lạnh nhạt như thế, trong khi đấy nó vẫn ghép nhạc tình cảm chớm nở yêu đương mặn nồng, thì cái chớm nở yêu đương mặn nồng đấy có phải là mày chó đâu, nó là thằng khác, chắc mẹ nó chắn luôn, đúng chưa?
nếu như nó up ảnh ghép nhạc tình cảm chớm nở mà nó lại cái những cái cuộc tương tác với mày nó lại mặn nồng trở lại ấy, thì đấy là nó dành cho mày. Nhưng mà thực tế là mày với nó nói chuyện vẫn lạnh nhạt với nhau, nhưng cách nó thể hiện lại là tình cảm chớm nở, yêu đương mặn nồng. Ê, thế thì đào đâu ra mày? Ôi giời ơi, mày bây giờ chỉ còn cái mác là người yêu nó thôi nhá. Chứ còn trái tim, khối óc và thân thể của nó bây giờ là mấy giờ? 11 rưỡi đêm. À, mày nghĩ là tầm này thân thể, trái tim, khối óc nó đang ở đâu? Nó đang ở đâu cái tầm này? À, khéo chúng nó đang lặc lè với nhau mẹ rồi ấy. Anh nói thật, đúng chưa? Nó vẫn lạnh nhạt với mày, nó vẫn thờ ơ với mày. Thế nhưng mà cái cách nó thể hiện về đời sống của nó lại rất là yêu đời, mặn nồng, chớm nở tình yêu. Đấy, xong mẹ rồi. Hai đứa chúng nó đang bận cọ sát rồi, học hỏi và cọ sát là chính rồi. Mẹ cái tầm này 11 rưỡi đêm mà chúng nó học hỏi cọ sát nhau là chính thì thôi rồi, ngải cứu, thật thề. Mày có biết, mày có đọc Bảy Viên Ngọc Rồng không? Khéo bây giờ chúng nó đang lưỡng long nhất thể ấy. À, fusion ấy. Lưỡng long nhất thể này, cái phép mà thằng 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 Trunks với cả thằng Goten nó hợp nhau này này. Đấy. Mỗi tội là cái tư thế lưỡng long nhất thể của chúng nó khéo có khi là một cái tư thế nào đấy khác cơ. Anh đéo dám tưởng tượng ra nữa. Nhưng mà mày đưa từng này dữ kiện là anh biết là có thể kết luận về cái trải bài này rồi đấy. Thật thế. Má, chứ vậy sao nó lại oan nghiệt thế nhỉ? Bởi vì các bạn biết không, các cái dữ kiện nó đưa ra rất là mâu thuẫn nhau. Nó nói rằng em ý lạnh nhạt với em gần 2 tháng nay rồi. À, đúng chưa? Nó bảo là em ý lạnh nhạt với em gần 2 tháng nay rồi, tức là bây giờ đã có khả năng cải thiện chưa? Chưa được cải thiện. Chưa được cải thiện. Thế nhưng mà cái cách mà con người yêu nó thể hiện ra ngoài hay up ảnh ghép nhạc tình cảm chớm nở, yêu đương mặn nồng. Để làm cái gì? Đúng không? Em hỏi thì em ý bảo không có ai khác ngoài em ghép nhạc cho vui. Ê. Nếu như một thằng con trai ấy mà nó ngồi nó ghép nhạc này nhạc nọ ấy, thì có khi nó anh không nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà anh nói thật mày, một đứa con gái ấy mà nó đã ghép nhạc, nó đã làm cái gì đó rồi thì khó trượt lắm. Tất nhiên là vẫn sẽ có những bạn ghép nhạc cho vui. Nhưng mà bây giờ mày thử nghĩ mà xem. Lạnh nhạt với mày, đéo nói chuyện với mày, bỏ bê mày. Thế nhưng mà cái cách nó thể hiện đời sống của nó lại rất là đầy đủ về mặt cảm xúc. Thế tao hỏi mày cái nguồn cảm xúc đấy nó được bồi đắp từ đâu? Đúng chưa? À, nó phải được bồi đắp từ thằng khác. Đấy, còn cái thằng đấy bây giờ 11 rưỡi đêm rồi. Không biết nó có bồi, nó có đắp cái gì lên người nó không? Lên người cái con người yêu mày hay không thì không ai biết cả. Được chưa? Rồi. Được chưa? Ok nhá. Anh cảm ơn chàng khờ Thủy Chung nhá. Cay thế. Mẹ thề đấy. Cay không? Các bạn nghĩ thấy cay không? Cay vãi cứt ra luôn chứ còn gì nữa. Mẹ thế này là coi như ngải cứu rồi. Tầm này chỉ có trứng tráng ngải cứu mới cứu được mày thôi. Chứ còn chả có cái gì nó cứu được mày cả. Thật. Mai lặng lẽ ra chợ mua mấy nghìn ngải cứu độ tầm độ chục quả trứng về tráng lên mà ăn em ạ. Nó còn bổ béo. Thật đấy. Chứ còn anh nghĩ là cái tầm khuya khoắt này mà người yêu mày lại còn ghép nhạc tình cảm chớm nở yêu đương mặn nồng như thôi, xong mẹ rồi. Thôi. Trong khi cái người mà cần phải được mặn nồng là mình thì nó lại thờ ơ. Mày thấy có cái kiểu tương phản nào vô lý đấy không? À, nó thờ ơ mày tức là nó đéo yêu mày nữa rồi. Rồi. Tạm biệt bạn chàng khờ Thủy Chung. Anh phân tích đấy là mày hiểu rồi đúng không? Rồi. Tạm biệt bạn chàng khờ Thủy Chung. Bạn cá lóc xào giá hẹ đến với chúng ta với một câu hỏi như thế này. Chào anh và cả tổ. Ừ, anh chào em.
Em gái của người yêu cũ em vừa chia tay người yêu. Anh xem giúp em và bạn ấy có đến được với nhau không? Hả? Thật luôn. Ôi vai. Wow. Sao nó lại có thể như thế được nhỉ? Này, tao nói thật. Cái ca này mà chúng mày thành đôi được thì nhất mày. Đánh hoa đánh cả cụ. Thế này là xúc cả chị lẫn em luôn còn gì nữa. Này má. Trước bế con chị, bây giờ lại bế con em. Thế là mày bế cả hai chị em rồi đấy. Trời ơi. Đúng rồi, hai chị em và cậu em rể may mắn. Cái tiêu đề này thì chắc chắn chỉ có thể giật tít như thế mới có thể nói hết được cái sự tình thôi. Má, được kịch tính thế. Rồi ôi, đỉnh cao. Được. Hào hát, hào hát. Ai, anh nói thật với mày chứ cái ca này mà thành công thì anh nói thật, anh sẽ trao cho mày một cái vương miện. Nghiêm túc. Anh sẽ trao thẳng cho mày một cái vương miện. Mày phải lãnh đạo anh em chúng ta, hiểu không? Mày phải lãnh đạo quần hùng. Mẹ cái thế giới này, cái giới đàn ông này phải suy tôn lên mày làm minh chủ. Tao thề luôn, nếu như ca này thành công, mày phải là minh chủ, mày phải dẫn dắt anh em trên toàn thế giới. Vương miện phải là của mày, các ông công nhận không? Các ông công nhận với tôi không? Mẹ vương miện, nếu như ca này thành công, vương miện phải là của nó. Anh em mình tuổi đéo thì đúng chưa? Các ông công nhận với tôi không? Rồi ôi, mẹ đỉnh cao thật sự. Quá được. Anh em, nếu như các anh em con trai ở trên này mẹ đồng ý với tôi là nếu ca này thành công trao vương miện cho cá lóc thì anh em mẹ vỗ tay cho tôi cái. Thề với các ông luôn, đỉnh cao thật sự. Quá đáng sợ. Chúng ta cùng nhau lên bài cho cá lóc xào giá hẹ về tương quan mối quan hệ của nó với cả em gái người yêu cũ nó. Trước đây nó xúc con chị rồi, con chị cưỡi lên người nó rồi, bây giờ là nó đang muốn cho con em cưỡi nốt, hiểu chưa? Rồi anh em mình cùng nhau lên bài. Em không phải là con trai nhưng mà em thấy nên thế. À, mẹ chả thế. Mẹ đâu phải ai cũng có cái diễm phúc đấy đúng không? Mẹ đâu phải ai cũng có diễm phúc. Năm ngoái xúc con chị, năm nay quay sang xúc được con em. Má chứ. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại câu hỏi của cá lóc và cùng nhau đến với câu trả lời. Em gái của người yêu cũ em vừa chia tay người yêu, anh xem giúp em và bạn ấy có đến được với nhau không? Và đây là câu trả lời dành cho cá lóc. Lá đầu tiên nền tảng phát triển mối quan hệ từ phía mày. Ai. Tiếp. Tên của quân bài này là Knight of Swords lộn ngược. Chín kiếm lộn ngược nó có nghĩa là đầy đọa và giày vò. Tức là nền tảng phát triển mối quan hệ và cái sức ảnh hưởng mà mày tạo ra với cả em gái người yêu cũ mày sẽ là đầy đọa và giày vò. Mày có khiến nó nghĩ không? Mày sẽ khiến nó nghĩ rất nhiều. Nhưng mà anh nói nhá, cái đầy đọa và giày vò này là nghĩ theo hướng tiêu cực nhiều hơn á. Đấy là cái vấn đề đầu tiên. Đấy là cái vấn đề đầu tiên. Thế nhưng mà từ từ đã. Đương nhiên là khi mà mày tiến đến, nó sẽ phải nghĩ tiêu cực rồi. Bởi vì đầu tiên nó sẽ nghĩ đến ai? Nó sẽ nghĩ đến con chị nó. Thế nhưng mà bây giờ cái mà anh em mình quan tâm là gì? Thế thâm tâm của nó là gì? Thâm tâm nó muốn như thế nào? À, đúng không? Đúng chưa? Nó suy nghĩ tiêu cực bởi vì mày tác động lên là bởi vì mày đã từng là người yêu cũ của chị nó. Ok, cái này dễ hiểu. Thế nhưng thâm tâm của nó thì sao? Lá tiếp theo. The Ten of Wands nằm xuôi. Mười gậy nằm xuôi là ôm đồm. Mười gậy nằm xuôi là tham công tiếc việc. Tức là nếu như mày đủ tinh tế và mày đánh đúng cái tâm lý của nó, mày đủ hiểu nó. Thì nếu mày hỏi anh là anh ơi mẹ liệu nó có tham công tiếc việc với em không?
Có. Ngon chết. Mày số 1. Số hưởng vãi đái ra luôn. Thề. Đỉnh cao em ạ. À. Được của nó đấy. Rồi. Lá cuối cùng. Lá cuối cùng. Ừ. Thế thì cái tâm thế của nó trong mối quan hệ là gì? Tâm thế của nó trong 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 chuyện yêu đương là gì? Đây. Tên của quân bài này là Ace of Swords lộn ngược. Tám tám kiếm lộn ngược nó có các cái lớp nghĩa sau: một là mở quan điểm mới, hai là mở lối đi riêng. Ok. Nào, tâm thế của nó trong mối quan hệ này là mở quan điểm mới, mở lối đi riêng. Thế bây giờ tao hỏi mày, quan điểm mới là quan điểm gì? Lối đi riêng là lối đi như thế nào? À, bây giờ nhá, quan điểm thông thường đúng không? Khi mà người yêu cũ của chị gái mình đến tán mình thì quan điểm thông thường phải là gì? Là phải từ chối. Đúng không? Là phải từ chối. Đúng chưa? Thế nhưng mà mở quan điểm mới tức là sao? Nó có từ chối không? À, nó đéo từ. Tuyệt vời. Thế. Mày cứ liệu đường mà xử lý em nhá. Tao thấy là bài này nó gọi là tiềm năng potential nó không nhỏ đâu. Cá lóc này, anh bảo này. Anh em trong tổ dân phố sẽ luôn bên cạnh mày. Anh em trong tổ dân phố sẽ dõi đi theo từng bước đi của mày. Và khi nào mày bảo là anh ơi, vụ này em chốt xong rồi, bọn em đã thành người yêu rồi. Hôm đấy anh sẽ gọi mày một tiếng là đại ca. Anh hứa danh dự với mày như thế luôn. Cho nên là làm gì thì làm, cố gắng lên em nhá. Cố gắng lên. Đấy, tuyệt vời. Anh cảm ơn cá lóc nhá. Địt vậy bay với chả bạc. Đỉnh cao anh nổi thế. Tại sao tự nhiên tôi buồn cười đấy nhở? Mẹ tôi đéo nghĩ là bài nó lên cái kiểu đấy đâu. Má. Cá lóc đi đéo đâu rồi nhở? Mẹ cá lóc. Ok, đúng là cá lóc có độc thật. À. Tại trong thời gian bạn ấy có người yêu, tụi em vẫn mập mờ với nhau. Ôi, vãi cứt. Tức là mày với cả con em gái người yêu mày vẫn đang mập mờ với nhau ngay cả khi nó đang có người yêu. Ôi rồi. Lại còn thế luôn. Ồ. Đây để tôi ghim cái bình luận của cá lóc lên cho các bạn xem nhé. Đây đây đây, để tôi ghim bình luận của thằng cá lóc lên cho các bạn xem. Đây. Đấy, chỉ có bạn nào bên YouTube mới xem được thôi. Tại trong khoảng thời gian bạn ấy có người yêu, tụi em vẫn mập mờ với nhau, đỉnh cao. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vương miện đội trên đầu mày là bất biến. Trình độ của mày là bất tử. Và trong lòng của anh mày mãi mãi là đại ca. Em chào đại ca. Anh Lóc ạ. À. Em chào anh Lóc. Anh Lóc số 1. Đỉnh cao anh Lóc ạ. À. Anh là một, là riêng, là duy nhất. Anh thứ hai đéo có thằng nào dám nhận là chủ nhật. Đỉnh cao anh Lóc. Mẹ. Anh Lóc được quá nhờ. Mày phải lên lãnh đạo bọn anh. Thề. Đại ca phải lên lãnh đạo bọn em chứ, tình hình mẹ mấy cái thằng ở tổ nó chán lắm rồi đại ca. Thế đấy, đỉnh cao. Rồi ôi. À. Ôi, tạm gác lại câu chuyện của anh Lóc, chúng ta sẽ